Hơn 1,4 triệu người ở Sài Gòn chưa nhận hỗ trợ đợt 3, hơn 1,4 triệu người có tên trong danh sách hỗ trợ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa nhận được tiền dù thời gian chi trả đợt 3 đã kết thúc. Thông tin được nêu trong báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về chi trả hỗ trợ đợt 3 đưa ra ngày 8 tháng 11. Hôm qua là thời hạn cuối cùng các địa phương tiến hành chi trả nhưng mới khoảng 6,1 triệu người nhận tiền, chiếm 81% trên tổng danh sách 7,5 triệu trường hợp đã phê duyệt. Hơn 1,4 triệu người chưa nhận được hỗ trợ, tập trung nhiều nhất ở Bình Chánh 472.000 người, Bình Tân 252.000 người, quận 12 127.000 người. Nhiều người chưa nhận được tiền bởi nguyên nhân chính là kinh phí hỗ trợ chậm chuyển tới quận huyện. Tại buổi kiểm tra việc thực hiện các gói hỗ trợ ở quận 11 sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết thành phố đang hoàn tất thủ tục, dự kiến tiền chuyển cho địa phương tuần này. Trong 1,4 triệu người chưa nhận hỗ trợ, chính quyền xem xét giải quyết sau ngày 7 tháng 11 cụ thể, với các trường hợp đã duyệt danh sách trước 22 tháng 10, địa phương sẽ tiếp tục chi khi tiền được cấp. Những người đã qua đời, địa phương sẽ tổ chức đoàn đến thăm hỏi, trao tiền đến thân nhân. Những người đã về quê, không còn sống ở địa phương, quận, huyện lập danh sách gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố xem xét quyết định ở đợt dịch thứ tư, ngoài gói 26.000 tỷ đồng triển khai chung cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thêm 3 gói hỗ trợ giúp đỡ người dân khó khăn. Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương cần gần 14.400 tỷ đồng thực hiện các gói hỗ trợ nhưng mới được thành phố cấp khoảng 5.860 tỷ đồng, còn thiếu hơn 8.500 tỷ đồng. Tính đến sáng 29 tháng 10, tỷ lệ chi ở gói hỗ trợ thứ 3 mới chỉ đạt 75.5%, tương ứng hơn 5,6 triệu trong tổng số gần 7,5 triệu người có tên trong danh sách được thẩm định, phê duyệt. Trong đó quận 5 đạt 99%, Phú Nhuận 98%, Thủ Đức 96%, Cần Giờ 96%, quận 1 là 95%, Củ Chi 91%. Các quận, huyện có tỷ lệ chi thấp gồm Bình Chánh 41%, quận Bình Tân 51%, quận 12 là 58%. Ở đợt dịch thứ tư, ngoài gói 26.000 tỷ đồng triển khai chung cả nước, thành phố Hồ Chí Minh triển khai riêng 3 gói hỗ trợ riêng giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Ở hai gói đầu, ngoài số tiền thành phố rót về, các địa phương đã ứng trước để chi trả cho người dân. Đến nay gần như đã hoàn thành chi trả, với gói thứ 3 có tổng số tiền chi giải ngân lớn nhất. Nhiều quận huyện khi triển khai đã gặp khó khăn về kinh phí do tiền từ thành phố cấp về không đủ khiến tiến độ chi bị chậm. Dự kiến gói này sẽ kết thúc ngày 7 tháng 11.